Hôm nay tôi sẽ lên cho quý vị 3 căn nhà mặt ngõ thông thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, nhưng hiện tại chỉ còn đúng 2 căn thôi quý vị ạ. Các ngôi nhà ở đây thì được thiết kế 4 tầng với diện tích trên sổ từ 37 đến 39 m². Như căn quý vị đang xem đây thì có mặt tiền rộng 3m5, sâu 10m7 và hơi nở hậu. Tầng 1 như quý vị thấy thì chủ thiết kế phòng khách với cửa chính gồm 2 lớp rất là an toàn, một lớp cửa cuốn, một lớp cửa gỗ kính cường lực 2 cánh. Không gian phòng bếp cũng rất rộng rãi với tủ bếp làm bằng chất liệu gỗ MDF chống cong vênh. Với việc thiết kế cầu thang ở giữa thì cũng tạo sự riêng biệt cho không gian của phòng khách và phòng bếp. Trên tầng 2 của ngôi nhà thì chủ có thiết kế một phòng ngủ và một nhà vệ sinh rất là rộng rãi. Trên tầng 3 thì sẽ gồm 2 phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Còn trên tầng 4 gồm một phòng ngủ, một phòng thờ, một khu giặt sân phơi đã được bán mái, nói chung là đầy đủ công năng sử dụng. Ngôi nhà này thì có hướng Tây Nam rất là phù hợp với các bác nào thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Nhà này có đường trước mặt rộng hơn 2m rưỡi, ô tô 4 chỗ có thể qua được. Nhà thì gần chợ, gần trường học các cấp, cách bến xe Nghĩa, khu đô thị Đô Nghĩa, Đại học Phenica khoảng 2km. Nhà này có sổ đỏ chuẩn, pháp lý rõ ràng, bao check quy hoạch. Hiện tại giá chào bán của ngôi nhà đang là hơn 2 tỷ, bao toàn bộ phí thuế sang tên và có hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 80% giá trị ngôi nhà. Quý vị nào quan tâm có thể để lại bình luận và nhớ bấm follow kênh để tìm cho mình ngôi nhà phù hợp với quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.